nguy nga lộng lẫy vào buổi đêm. Khách sạn rộng từ bên này sang đến tí mít bên kia mới hết khách sạn được. Không, sức sang đến tít cái chỗ Âu bên kia kìa, rồi vòng sang tít mít bên kia nó mới hết khách sạn. Mình đứng đây mình không thấy hết rồi. Chỗ kia là sạch để thả khách xuống rồi. To dã man, đứng đây mình quay mà không thấy đâu, nó còn tít mít trong mù thôi cho bên kia nữa. Này vào buổi đêm giờ là 11 giờ đêm rồi mà đây thành phố không ngủ. Nóng thấy mồm nó đại lửa rồi. Giờ làm sao về nữa? Mình đi phun bên này nhưng mà không chắc không cây vòng 3 tối và vào